Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn pha một món soda Ý có tên là Blue Sky, gồm có là bảy ốc, bát xanh chanh dây, Lugujasa màu xanh dương và 10ml chanh dây. Cách làm như sau. Đầu tiên, mình sẽ cho 10ml siro màu xanh dương. Mình đổ trực tiếp vô ly. Sau đó mình sẽ cho 10ml siro chanh dây. Mười ml nước chanh dây tươi. Rồi sau đó mình sẽ cho đá vào trong ly. Rồi mình đổ từ từ nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục cho đá vào. Rồi sau đó mình sẽ fill up 7 ốc. Rồi mình sẽ trang trí một cây khuấy. Một cái ống hút. Rồi mình sẽ trang trí một lát chanh, một miếng dưa húng lủi, hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo.